kịp máy cả nhà. Thôi xin chào cả nhà, mình đã đến nông cơ Trong Sang, cửa hàng em tại thị trấn Gò Đỏ, thành phố Cần Thơ nha cả nhà. Thì ngày hôm nay em có tiễn gì cho cả nhà cũng như là các anh các bác một em máy cắt cây Itin của thuộc hãng của Đức. Con này thì chính cống của Đức nha nhà, mới nên gặt money ha. Đó, chính cống của Đức ha, mới nên gặt money nè. Đó, đây là phần mặt giật. Thì clip đầu em sẽ giới thiệu chi tiết cũng như là tất tần tật những thứ cả nhà có thể xem được. Em đã tháo ra ha, đâu là rin, đâu là lô, đó cả nhà dễ nhận xét ha. Đó, tay nắm nó có đóng ít tin nè, mặt giật thì ít tin, nó dập made in gặt money luôn ha, xuất xứ tại Đức. Đó, dòng 028 này thì nó là tay nhựa nha nhà, Warbot. Nòng nó thì 44 ly, 47cc. Đây là dàn áo rin đó nha, không tì vết luôn. Này nó có đóng nè, này nó có đóng nữa nè. Đây là xong ba bộ phận ha. Bên này là ốp lam, ốp lam rin đó nha cả nhà. Đó, những con máy này thì máy bãi bên Nhật đã qua sử dụng rồi nha cả nhà. Nó không còn được hoàn hảo 100% như một con máy mới đập thùng đâu nha cả nhà. Nó có khoảng 70, 80, 90%. À, bên em tiễn thì nó từ mức đó trở lên. Như con này là cỡ 90 ha, 90-93%. Đó thì cả nhà có thể xem đó ha. Bên em có đánh giá nó công tâm không nha cả nhà. Đó, mời cả nhà xem hết clip nha. Đó, nó rổ nước sơn. Cái này là do rổ nước sơn nè cả nhà. Đó, nè, cái này nó rổ nè, nó sắp rổ rồi nè. Đó, nó rổ nó sắp bong nước sơn lên ha, chứ không phải là chạy. Máy này ít chạy lắm. Đó, một hồi nữa cả nhà xem phần lốc là cả nhà biết hả. Đó, bên này là lọc gió, lọc không khí ha. Ít tin nè. Bình xăng con Wombo. Bình Wombo thì nó quá là thực dụng rồi, từ cưa Nhật sang tới cưa Thụy Điển sang tới cưa Đức ha, tới máy cắt cỏ, bình Wombo này là quá nổi tiếng. Đó, con này sản xuất tại Singapore nha, Wombo Singapore, Thái Lan, nó sẽ đóng Thái Lan nha. Đó, nhưng mà mấy thằng Đức này nó ít xài của Thái lắm, Singapore không thôi là Mexico, thôi là Nhật thôi ha. Wombo nhà xem chi tiết bình con đẹp chưa, ít tin nè, đóng đít nè ha. Ở bên này là bô. Đó, bô máy nha cả nhà, bô rin nè. Đó, máy này thì bô lô không có đâu ha. Cả nhà cứ yên tâm, ít tin đóng nè. Đó, nhiều cái nó đóng bên hông nha, bên hông chỗ tay em nè, nhiều cái nó đóng lên trên. Tin nè ha. Đó. Bên này là phần lốc máy. Đó. Đây là cái phần mà đánh giá trị của con máy cao nhất nè cả nhà. Đó, phần lốc máy ha. Điện nè. Ha, từ điện nè, qua lăng nè. Đó, chiếu chiếu luôn ha. Sang lên này là nòng nè. Đó, cả nhà mình ta xem ha. Hơi tối một chút xíu nha cả nhà thông cảm nha. Đó. Ốc ác thì 7 màu, gần như là 80% ốc là 7 màu hết ha cả nhà. Trừ ốc bô nha, bô này nóng quá 7 màu không nổi nha. Xét bên cái bô, đây là bộ hơi nè. Để dùm lấy nét cho nhà ha. Đây, bộ hơi văng ngang, cực kỳ đẹp. Vậy em xin nhắc lại nha. Ồ, cái này là cái mã số nè ha. Chắc cái này là nó đợi nó đấu giá nè ha cả nhà ha. Đấu giá bởi vì có tem này. Đánh số mã số máy á. Đó, đây là mã số lốc máy thực trạng của nó nha cả nhà. Đó, 1142. 1142 đó nè. 1142. 92713. Phải không? Đây 1142.
92713. Đó, quá chuẩn ha. Cái máy nè, tuyệt vời chưa? Thùng xăng, đời này nhựa nha cả nhà. Này, nó đóng nè ha. 026 với 024 thì đóng chữ B ha, 028 đóng chữ C. Rồi bây giờ em sẽ gáp con máy này nhanh thiệt nhanh vô và mời cả nhà nghe tiếng máy nổ ha. Đó. Đây là thông số máy nè ha. Nó 20 ha. ETIN 028 nè nha. AV EQ trừ 1 nè. 1988 tháng 10. À thì nhiều khách hàng nhầm lẫn với cái này á, là 1988 là cái máy này được bán ra 1988. Không phải nha cả nhà. Con này là năm sản xuất. Ha, tháng năm sản xuất chứ không phải là tháng năm bán ra nha cả nhà. À, cái nhà lưu ý nha, nó khác nha. Chứ máy 1988 mà để tới giờ chắc tới cái lốc nó cũng mục nữa, cái đó em nói thiệt ha. Đó, nếu mà bán ra thời điểm đó nha. Con này là năm sản xuất ha, năm sản xuất. Đó, 47 cm ha. Đó. Rồi bây giờ gắp máy vô và mời cái nhà nghe tiếng máy nổ nha. Xin chào cả nhà đã quay lại. Đó, con máy em đã gắp hoàn thành nha cả nhà. Thì xem hình thức con máy. Máy thì hình thức cực kỳ đẹp ha cả nhà. Máy này thì có cây lam nha cả nhà, có lam sên đầy đủ. Đây là bộ lam sên em nói ha. Cái tin này nè. Bên em không gấp vô nha, để cho nó gọn ha. Cây lam này thì nó lam 5 tấc rưỡi nha cả nhà, năm tấc rưỡi là tinh, lam thép. Đây là cổng xích thì nó xài xích 325. Đây cổng xích nè. 325 nha cả nhà. Mấy thằng này thì mình chỉ quan trọng là cái máy thôi ha. Rồi bây giờ em mời cả nhà nghe tiếng máy nổ nè. Giật máy cả nhà. Thôi. Clip đến đây đã kết thúc và xin chào cả nhà. Và hẹn nhà clip lần sau. Khách hàng nào muốn có những con máy tốt hơn thì cứ đăng ký kênh bên em ha, để bên em có thể đem tới nhà những con máy tốt hơn, đẹp hơn như thế này nha. Rồi xin chào nhà, hẹn nhà clip lần sau.